Thưa sư cho con hỏi, thí xả là việc từ bỏ đi những tham muốn dính mắc của mình để hướng tới việc giải thoát. Vậy khi thí xả, mình có cần nghĩ đến việc bố thí sao cho bậc thượng như là có các chi phần, đúng thời điểm nghiên cứu họ cần gì, tôn kính vân vân. Và khi quả báo của việc thí xả đó có kèm luôn những quả của bố thí không ạ? Tại vì khi đó mục đích của tâm mình không giống nhau. Dù cho quý vị bố thí mà với cái lòng cầu phước nhân thiên, hay là quý vị bố thí với cái lòng cầu giải thoát, thì nó đều sẽ cho cái quả báo nhân thiên. Chỉ khác ở chỗ là người bố thí mà có cái lòng cầu giải thoát á, thì ngoài cái quả nhân thiên họ còn có được cái quả giải thoát. Còn người bố thí chỉ có cầu cái nhân thiên không cầu giải thoát, thì họ chỉ có nhân thiên không có giải thoát. Rồi khi mà chúng quý vị thí xả đó, nếu mà nói theo cái kiểu của quý vị, tức là mình thí xả ở đây là mình chỉ đơn giản mình bỏ đi để cho mình xả bỏ cái tâm tham, mà không phải như cái việc bố thí, thì quý vị cứ bỏ luôn đi, quý vị khỏi cần phải tìm cái người để cho. Ví dụ như quý vị đem tiền, đem bạc, quý vị quăng ra ngoài cổng, rồi ai muốn lấy thì lấy. Như trong trường hợp của vị tỷ kheo đệ nhất xuất gia bằng niềm tin, thì khi vị đó xuất gia rồi đó, gia đình mới kêu vị này là bây giờ đó, núi vàng núi bạc bây giờ con hưởng đi, chứ còn bây giờ con xuất gia uổng. Thì vị này mới nói là bây giờ ba má đó, cái việc tốt nhất mà ba má làm là đem mấy cái vàng bạc này nè chất lên trên xe xong rồi đem vứt đi. Lúc đó ai muốn lấy thì lấy, không cần biết nó có đủ chi phần hay không, không cần biết có tôn kính hay là không, không cần biết là như thế nào, không cần biết. Mục đích của mình nó đơn thuần là sự xả bỏ. Thì đúng là quý vị chỉ cần đem vứt đi thôi, không cần quan tâm đến các chi phần của việc bố thí, thì đó là tương ứng với việc xả. Còn đã gọi là thí, tức là có cái thí ở trong đó nữa, thì nó cần có các chi phần của việc bố thí. Nhớ giùm sư, hai cái đó khác nhau, đừng có lẫn lộn. Đương nhiên mình bố thí rồi thí xả đó, nhằm mục đích xả bỏ tâm tham, điều đó là tốt. Nhưng nếu như quý vị muốn thuần túy là chỉ để xả bỏ tâm tham thôi, thì đem toàn bộ tài sản mình vứt hết. Còn ai muốn lấy thì lấy, mình không quan tâm. Nhớ hai cái này phải phân biệt cho rõ. Cho nên khi mà Bồ Tát từ bỏ ngai vàng để đi xuất gia, thì đó là cái ly dục ba la mật nekhamma parami, chứ nó không phải là đa na parami, nó không phải là bố thí ba la mật, không phải. Tức là Bồ Tát đơn giản bỏ ngôi vua, ai muốn lấy thì lấy, chứ không phải là cái kiểu mà truyền trao lại cho cái ngôi vua mình cho người khác. Hai cái đó bản chất khác nhau.